Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty ô tô Minh Hưng xin giới thiệu với các bạn dòng xe tải nhẹ Kenmo 990kg nhập khẩu linh kiện lắp ráp tại nhà máy ô tô Chiến Thắng. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn phiên bản thùng mui bàn. Hiện tại nhà máy có 4 phiên bản thùng: thùng kín, thùng bạc, thùng lửng và thùng cánh rơi. Tùy theo nhu cầu thực tế chở hàng của các bạn để lựa chọn cho mình phiên bản thùng phù hợp nhất. Sau đây chúng ta sẽ đi đánh giá về chi tiết về phần nội thất và ngoại thất của xe. Ngoại thất của xe: đầu cabin nổi bật dòng chữ Kenmo. Dưới có 2 tầng lưới tản nhiệt giúp lấy gió và động cơ tốt hơn. Đèn chiếu sáng, đèn tích hợp với đèn xi nhan. Đèn chiếu sáng, đèn halogen công nghệ mới nhất cho ánh sáng trong rất là sáng, giúp các bác tài dễ dàng quan sát khi trời tối. Ở dưới đèn sương mù tích hợp đèn nét, nhìn trông rất đẹp. Lốp xe, lốp thì sử dụng lốp DLC 5.5 chỉ là 13, lốp trước và lốp sau có cùng kích thước. Về khung gầm sử dụng thép dập, nhìn trông rất chắc chắn. Đằng sau sử dụng nhíp tích hợp với giảm chấn thủy lực, giúp các bác tài di chuyển trên những cung đường xấu sẽ được êm ái hơn. Phiên bản thùng màn so với các đối thủ thì kích thước thùng nhỉnh hơn một chút. Chiều dài là 2m6 10, chiều rộng là 1m5 10 và chiều cao 1m4 10. Chúng ta sẽ đi xem phần nội thất của xe, xem có cái gì. Xe có điều hòa 2 chiều USB và radio, bảng điều khiển, đồng hồ điện tử và cơ, giúp các bác tài dễ dàng quan sát. Kính thì chỉnh điện lên xuống rất là thuận tiện. Tay lái trợ lực điện rất là nhẹ nhàng và êm ái. Xe phiên bản thùng bàn này có giá tại nhà máy là 186.900.000. Để có giá tốt nhất, xin mời các bạn liên hệ với công ty ô tô Minh Hưng, địa chỉ lô 7 khu công nghiệp Lai Xá, Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội, hotline 0976 825 686. Công ty chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những chiếc xe tốt nhất, dịch vụ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất. Xin cảm ơn.